Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, lời Ngài là sức sống của tôi. Amen. Lời Ngài làm cho tôi được sống lại. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta được tạo dựng nên và chúng ta cũng có lời Đức Chúa Trời để hướng dẫn đời sống của chúng ta. Amen. Chúa thân là niềm quý của chúng con ngay giờ này, Ngài sức dầu cho chúng ta được cầu. Bằng thánh linh và quyền năng của Ngài, cái lời nói ra là thần linh và sự sống. Lời nói như Phaolô đó là tôi nói hay là dễ, không phải bài viết cái khéo léo của sự khôn ngoan loài người, nhưng mà tỏ ra thánh linh và quyền phép. Đúng như vậy, thánh linh đang ở đây, Ngài bày tỏ qua môi miệng của con. Lời của Đức Chúa Trời là thánh linh và quyền phép. Thế lời đó chạm đến một tấm lòng quý bà chị em chúng con, ai nấy chỉ có đức tin nơi lời của Chúa Trời và sống theo lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài, xin đến nên hành động và ban phát lời của Ngài cho chúng con, cho con hiện tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Esai 11 câu số 2: thần của Chúa sẽ được trên Ngài, và thần khôn ngoan và hiểu biết, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Chúa. Thần của Chúa ngự trên Ngài là thần khôn ngoan và hiểu biết, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Chúa. Cảm ơn Chúa, không bởi thánh linh của Đức Chúa Trời chúng ta chẳng làm gì được. Amen. Bởi vì chính thánh linh của Chúa là thần linh của sự sống, là dòng sông sự sống. Ngài đã làm cho chúng ta được sống lại thân thể hàng chết. Amen. Chúng ta nhớ Phaolô kêu gọi rằng là hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lễ của anh chị em. Sự thờ phượng phải lễ đó là của lễ sống và thánh. Amen. Amen. Chúng ta sống và chúng ta thánh. Đây là một của lễ tuyệt vời mà dâng lên cho Đức Chúa Trời. Có nghĩa là thánh linh đã làm cho chúng ta sống lại và thánh hóa hoàn toàn đời sống chúng ta, để chúng ta làm của lễ sống và thánh. Amen. Amen. Chứ không phải sống trong xác thịt như thế này, nhưng mà sống là được thánh linh làm cho sống lại. Thánh linh đã làm cho Chúa Giêsu từ cái chết sống lại, thì Ngài cũng làm cho thân thể hai chết chúng ta sống lại, và chúng ta thật sự đã sống lại và được thánh hóa để trở thành của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lễ của anh chị em. Sáng nay chúng ta thờ phượng Chúa, nhưng mà chúng ta không thánh thì sao? Không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời, không đẹp lòng Đức Chúa Trời được không? Một có lẽ sống nhưng mà thánh, đây là điều mà vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy được cái sự vận hành của Đức Thánh Linh. Đề tài hôm nay là sự vận hành của Đức Thánh Linh, và chúng ta sẽ thấy được từ sáng thế cho đến khai huyền cái sự vận hành của Đức Thánh Linh như thế nào, để chúng ta nhìn thấy Đức Thánh Linh của chúng ta là Đức Chúa Trời và Ngài vận hành. Khi sáng tạo trời đất thì chúng ta thấy rằng là thôi, Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, vận hành ôm ấp địa cầu, và khi lời Đức Chúa Trời phát ra thì Thánh Linh của Chúa hành động và phép lạ xảy ra, ánh sáng xảy ra, khoảng không xảy ra, đất biển xảy ra, không muôn loài vạn vật, mặt trời mặt trăng, con người đã được thành hình vô cùng tuyệt vời. Nên Chúa Thánh Linh là đấng vô cùng tuyệt vời, và Ngài tạo dựng nên những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy trên toàn thế giới, và chính bản thân của chúng ta là vô cùng tuyệt vời, vô cùng đẹp. Ngài thiết kế và Ngài làm phép lạ và biến thành một cái quả đất trống không, nó trở thành một địa cầu
vô cùng tuyệt vời. Amen. Nhìn núi non, nhìn sông ngòi, hay là chúng ta nhìn cái bầu trời, đến mây, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, thì chúng ta thấy rằng là Chúa của chúng ta vô cùng tuyệt vời. Amen. Anh chị em thấy mình có đẹp không? Amen. Rất là tuyệt, và bên ngoài cũng rất là tuyệt, mà nhìn vào bên trong thì sao? Không thể tưởng tượng được, không thể. Các bác sĩ khi mổ xẻ thì người ta mới hiểu ra rằng là thân thể con người quá tuyệt vời và không ai có thể tạo ra được, chỉ có một đấng, đó là đấng tạo hóa mà thôi. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhưng sau đó con người phạm tội thì chúng ta thấy được rằng là con người đã mất đi cái phần tâm linh. Tâm linh người ấy đã phân cách với Đức Chúa Trời, đã chết đi và họ không trực tiếp nói chuyện với Đức Chúa Trời nữa, không còn trực tiếp nói chuyện với Chúa nữa, nên họ phải lập bàn thờ rồi dân cổ lễ để cầu khẩn Đức Chúa Trời. May ra thì Ngài nghe lời cầu khẩn của họ. Cho đến sáng thế ký đoạn 6 thì cái tội lỗi đã gia tăng trên địa cầu, và lời của Đức Chúa Trời phán một câu đoạn 6 câu số 3 của sáng thế ký thì chúng ta thấy rất là đau lòng, đó là thần của Đức Chúa Trời không còn ở với loài người luôn nữa. Đau đớn không anh chị em? Rất là đau đớn. Và những cái thế hệ kế tiếp và những bối cảnh tiếp theo sau đoạn 6 đó thì chúng ta biết là trận đại hồng thủy, con người bị tiêu diệt và gia đình Noe được cứu và bắt đầu sinh sản trở lại. Và chúng ta thấy được qua cái thời kỳ Noe, Đức Chúa Trời đã phán dạy Noe, Ngài phán dạy, Ngài hứa, Ngài có giao ước với Noe. Rồi sau đó qua thời kỳ các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, rồi cho đến Israel. Amen. Và tôi muốn nói đặc biệt là nói về thời kỳ luật pháp Môi-se, là Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Môi-se, đã sử dụng Môi-se trở thành một con người lãnh đạo để dẫn Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Amen. Một con người vô cùng tuyệt vời. Và chúng ta thấy được rằng là Môi-se là người lãnh đạo Israel, và đây là một trận chiến thuộc linh rất vĩ đại. Và thánh linh của Đức Chúa Trời luôn luôn ở với Môi-se. Và khi ra khỏi Ai Cập rồi thì trụ mây và trụ lửa luôn luôn dẫn đường và hướng dẫn dân Israel, một là đóng trại hay là nhổ trại, đi như thế nào. Và chúng ta thấy đây là một cái trận chiến mà thánh linh của Đức Chúa Trời luôn luôn dẫn dắt Israel, và Môi-se luôn luôn ở dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Amen. Trụ mây và trụ lửa luôn luôn che phủ trong trại quân Israel. Họ được che phủ bởi Đức Thánh Linh. Ban ngày thì trụ mây che mát họ, ban đêm là trụ lửa sưởi ấm họ, soi sáng trời sống họ. Có thể trụ mây cắt lên, trừ dù là ban đêm họ cũng nhổ trại để mà đi. Mà trụ mây dừng lại thì họ đóng trại. Mà chúng ta thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời hiện diện, Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn luôn hướng dẫn người lãnh đạo của Chúa và dân Israel nhìn thấy Đức Chúa Trời của mình. Đến núi Sinai thì sao? Chúa hiện diện, Chúa ban luật pháp cho Môi-se và Chúa làm cho núi cũng phải rung động, mây đen bị che phủ và dân Israel không dám đến chân núi. Và Chúa đã nói chuyện với Môi-se mặt dám mặt. Chúng ta suy ngẫm. Chúa nói rằng thần của Đức Chúa Trời không ở với loài người luôn, vì loài người chỉ là xác thịt. Nhưng mà Chúa luôn ở với Môi-se. Amen. Chúa luôn ở với Môi-se. Bởi vì Môi-se là một người lãnh đạo, Môi-se là một tiên tri của Đức Chúa Trời, và Môi-se ở trong một cái trận chiến đối với Pharaoh và dẫn dắt các Israel trong đồng vắng, nên Môi-se luôn luôn nhờ cậy thánh linh của Đức Chúa Trời, không thể rời khỏi thánh linh của Đức Chúa Trời. Và trong đoạn 32 ông nói rằng là nếu Ngài không đi với chúng con thì sao? Chúng con cũng không đi. Mà Ngài đi với chúng con thì thiên hạ sẽ nhận biết chúng con là người của Đức Chúa Trời. Amen. Thánh Linh ở với dân Israel thì các dân tộc trên thế giới nhận biết rằng là có một Đức Chúa Trời ở Israel. Ngài phân biệt rõ ràng dân tộc thánh của Chúa, dân mà Ngài chọn lựa là một dân tộc hoàn toàn khác biệt với các dân tộc khác, thờ lại các thần tượng, các vị thần khác. Đức Chúa Trời ở với dân Israel, dân Israel hoàn toàn khác. Amen. Dân Israel được phước, dân Israel phải kinh nghiệm một Đức Chúa Trời hằng sống, rờ đụng,
rồi giảm được chính Đức Chúa Trời trong cái thời kỳ luật pháp Môi-se. Và qua luật pháp Môi-se thì chúng ta thấy được dân Israel đã bước vào trong đất hứa rồi. Rồi dân Israel bắt đầu sống trong xác thịt, quên Đức Chúa Trời, giống như Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy nhiều bối cảnh Chúa rất là lặng thiên và không nói một lời. Nhưng mà khi dân em khốn khổ quá kêu cầu Chúa thì Chúa cũng dấy lên những quan xét, Chúa cũng dấy lên những tiên tri để mà phục vụ Chúa. Amen. À, Chúa dấy lên để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhớ rằng là Thánh Linh của Đức Chúa Trời không ở luôn với dân sự của Chúa. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với người lãnh đạo, ở với tiên tri, ở với các quan xét. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng là trong những cái thời điểm này thì họ không ở luôn với Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng không ở luôn với họ. Và những lúc Chúa cảm động thì họ trở thành một vị vua rất là nổi tiếng, rất là tuyệt vời. Nhưng mà sau đó họ sống trong xác thịt, họ rất là nhiều vợ, họ sống xác thịt rất là nhiều. Nhưng mà có một vị vua có một tấm lòng rất tuyệt, muốn Chúa ở luôn với mình. Đó là ai, chúng ta nhớ không? Hả? Đó chính là vua David. Amen. Ông yêu mến Chúa, ông muốn Chúa luôn luôn ở với ông, ở với triều đại của ông, ở với Israel, và Ngài ban phước cho chính đời sống của ông, trong gia đình của ông, dòng tộc của ông, mà cho Israel. Nay ông đã rước lương giao ước của Đức Chúa Trời về tại thành Siêu, và ông đã lập 24 ban thành cái lễ để phục vụ Ngài đấy. 24 trên 7 không ạ? Ông lập 24 ban ca nhạc sĩ để ca ngợi Chúa 24 trên 7. Tức là một vị vua này có một cái tấm lòng yêu mến Chúa, và biết rằng trong cái thời kỳ của mình, trong cái thời kỳ cửa bước này, thì Chúa không ở với loài người luôn. Nhưng mà đặc biệt người nào muốn Chúa ở với họ luôn thì Chúa sẽ ở với họ. Amen. Và họ có những cái phương pháp, có những cái phương cách để Chúa ở với họ bằng cách là 24/24 ca ngợi Chúa, phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Chúa. Và ông trở thành một con người rất là vĩ đại, Chúa yêu mến. Và qua thời công vụ các sứ đồ thì chúng ta thấy được lời của Gia-cơ tuyên bố rằng là Chúa sẽ phục hồi lại nhà trại của David. Amen. Bởi vì Chúa đẹp lòng David. Amen. Amen. Chúa đẹp lòng David, Chúa thấy tấm lòng của David luôn luôn nhờ cậy Chúa, luôn luôn muốn Chúa ở cùng với ông, muốn Chúa ở cùng với dân sự của Ngài, nên Ngài phục hồi lại nền tảng của David. Đó là công vụ đoạn 15 câu 16-17. Amen. Để các dân tộc xung quanh để có thể tìm kiếm Chúa qua hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng thấy những cái con người giống như là Joseph. Có phải không? Joseph là người thấy khải tượng, là người được Đức Chúa Trời chọn lựa, là người được Đức Chúa Trời có thể sử dụng. Nhưng mà ông bị bán, ông bị giết, nhưng mà Chúa vẫn bảo vệ ông không chết. Ông qua tại Ai Cập, ở trong nhà Phô-ti-pha, dù là một con người nô lệ, nhưng mà ông hết lòng làm việc. Amen. Amen. Ông hết lòng làm việc và làm rất tốt nên Phô-ti-pha đặt ông trở thành quản gia cho Phô-ti-pha. Amen. Amen. Một con người rất siêng năng, phải là rất siêng năng. Chúng ta nhớ là ông có 17 tuổi thôi, ở trong nhà được cưng chiều, được ưu tiên. Nhưng mà bây giờ phải làm lụng rất là cực nhọc, bởi vì một người nô lệ chứ không phải là ông chủ nữa, rất là cực nhọc. Mà chúng ta nhìn xem, tuổi 17, suốt mười mấy năm làm nô lệ, thì chúng ta nghĩ sao? Nếu mà chúng ta trong cái tuổi trẻ này mà gặp trường hợp như vậy, bị bán như là nô lệ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ than rằng là tuổi xuân của tôi coi như là xong rồi. Phải không? Tuổi trẻ của tôi, cuộc đời của một tuổi trẻ rất là, phải nói là năng động, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc và đầy dạy sức lực. Nhưng mà bây giờ đã chôn vùi trở thành một cái nô lệ rồi, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy Joseph thì sao? Luôn luôn nhớ đến khải tượng, luôn luôn nhớ đến Đức Chúa Trời của mình.
Amen. Ông nhìn biết tương lai của mình và ông phải là một người phải đạt đến cái khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Amen. Như vậy thì ông vẫn tiếp tục làm việc mà đến nỗi Potiphar thấy rằng là Joseph rất uy tín, Joseph rất giỏi, rất siêng năng và đã cân nhắc ông trở thành một con người quản gia dưới Joseph. Thì dưới Potiphar là Joseph chứ không còn ai khác. Nhưng mà có một điều là không quản bà vợ của Potiphar. Amen. Quản tài sản thôi nhưng mà không quản được bà vợ của Potiphar, phải không? Để chúng ta xem cái phim mà Joseph đó, thì chúng ta thấy rằng là vợ của Potiphar cám dỗ Joseph như thế nào. Và con người vợ đó của Potiphar đã hấp dẫn trước mặt Joseph như thế nào. Và nhiều lần cám dỗ, nói những lời rất ngọt ngào cám dỗ Joseph. Cái đó anh chị em Joseph có phạm tội không? Không có. Tại sao mà Joseph không phạm tội? Kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa. Cảm ơn Chúa, ông kính sợ Chúa. Amen. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, cái sự hiện diện của Chúa ở với Joseph. Amen. Bất cứ ông làm cái gì như làm cho Chúa. Amen. Ông làm cho Potiphar như làm cho Chúa, và ông biết Chúa đang hiện diện ở đó. Amen. Ông biết Chúa hiện diện ở đó. Và khi mà Joseph bị cám dỗ thì ông biết Chúa đang hiện diện ở đó. Amen. Còn hấp dẫn hơn vợ của Potiphar nữa. Amen. Chúa đang hiện diện ở đó. Và ông không thể phạm tội, ông nói là không thể phạm tội trọng trước mặt Đức Chúa Trời được. Amen. Bởi vì Chúa ở với Joseph, Chúa hiện diện với Joseph. Và dù ông làm gì, dù ông ở đâu, dù ông bị cắt, dù hay bất cứ điều gì, thì ông biết Chúa đang hiện diện trước mặt ông, và ông không thể phạm tội với Chúa được. Có nhiều lúc là chúng ta quên mất cái sự hiện diện của Chúa. Chúng ta bắt đầu theo cái sự cám dỗ, mắt chúng ta đưa vào cái sự cám dỗ, và chúng ta đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Nếu Chúa hiện diện với chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta có thể mở điện thoại chúng ta xem những phim tập 7 không? Chúa đang hiện diện với chúng ta mà chúng ta xem những cái phim bậy bạ, rồi những cái gì thuộc về thế gian, và chúng ta cứ nhìn mắt vào trong điện thoại của mình và chúng ta quên đi cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Nhưng mà Joseph không quên cái sự hiện diện của Chúa ở với ông. Dù việc làm, dù là cám dỗ mọi sự, ông biết Chúa đang ở đó. Amen. David nhảy múa, cởi áo, cởi mũ vua ra, quăng ra để mà nhảy múa, bởi vì ông thấy Chúa hiện diện ở đó. Amen. Chúa hiện diện ngay trong lương giao ước, Ngài ở đó, và ông nhảy múa cho Chúa, ông ngợi khen Chúa chứ không phải cho đám đông. Amen. Ông dâng tế lễ bởi vì Chúa biết, ông biết Chúa đang ở đó. Amen. Amen. Và David là một người Chúa yêu đấy. Joseph là người Chúa yêu mến, bởi vì họ hiểu được cái sự hiện diện của Chúa Trời ở với họ, nên họ không phạm tội. Amen. Chúng ta biết trai trẻ mà đúng không? Có sức mạnh tình dục trai trẻ thì thôi rồi. Nhưng mà cái người kính sợ Chúa có nghĩa là thấy được cái sự hiện diện của Chúa, thấy Chúa đeo đuổi đi cuộc đời của mình. Chúng ta có thể nói bậy không khi Ngài hiện diện ở đây? Tại sao họ thắp của Chúa? Có nhiều người bước vào trong sự thờ phượng Chúa, trong nhà thờ thì rất là tốt, nhưng mà ra ngoài thì sao? Đụng nhau là chửi bới nhau rồi, đánh lộn nhau rồi. Tại sao? Hình như là ra ngoài là Chúa không hiện diện phải không? Chúa nói là Chúa ở với mình luôn cho đến tận thế mà. Chúa ở với mình đến đời đời đúng không? Mà chúng ta cứ nghĩ rằng là chắc là trong nhà thờ Chúa mới hiện diện, còn ra ngoài là như là Chúa đi đâu phải không? Hãy làm thế nào để chúng ta giữ được sự hiện diện của Chúa? Joseph giữ được sự hiện diện của Chúa bởi vì ông biết Chúa ở với ông, ông đeo theo Chúa và ông tránh được cái sự cám dỗ. Amen. Amen. Ông vào trong tù, Amen, cũng vui mừng, không có sao cả, bởi vì nó oan cũng được, danh tiếng mình chẳng còn cái gì đâu, mà cái tôi của mình không cần cái gì nữa. Họ nói vô cũng được, họ
nói rằng là cám dỗ vợ Potiphar cũng được, không có sao hết. Amen. À, Chúa hạ xuống, Chúa làm cho nó chết đi, không còn là mình nữa, để thật sự con người cũ nó chết đi luôn đi, để rồi chúng ta trở thành một người mới. Amen. Amen. Có giận hờn không? Chúa đang ở với chúng ta. Chúng ta có giận hờn không? Chúng ta có cay đắng không? Bởi vì khi chúng ta nhìn thấy Chúa ở với chúng ta, Chúa luôn ở với chúng ta, thì chúng ta không có cay đắng, không có giận hờn. Joseph nói với anh em mình sao? Anh em cố tình giết thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời thì sao? Dùng điều đó để đưa tôi đi qua trước Ai Cập để mà nuôi dưỡng gia đình của mình, để cứu gia đình của mình. Tôi không phải là Đức Chúa Trời mà, đó là anh chị em. Amen. Amen. Ô, tại sao mà Joseph có thể trở thành một con người mà nói những cái lời là vô cùng tuyệt vời, trong khi anh em mình cố tình giết mình, rồi bán mình qua xứ Ai Cập, rồi vợ của Potiphar vu oan mình, nhưng mà Joseph có cay đắng không? Có những lòng hận thù không? Có những lời nói ra mà làm cho người khác thấy là người này đang giận đang hận không? Ông nói, ông dùng những lời mềm mại nói với anh em mình và cấp dưỡng cho anh em mình, và hứa sẽ cấp dưỡng trọn đời cho anh em mình. Amen. Bởi vì sự hiện diện của Chúa ở với ông. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy không ạ? Dù là Chúa nói rằng thần của ta không ở với loài người luôn, vì loài người chỉ là xác thịt, nhưng mà có những con người giữ Chúa, đeo theo Chúa, ở với Chúa luôn luôn, thì Ngài sẵn sàng ở với người đó. Amen. Và cuộc đời của người đó sẽ thăng tiến lên. Amen. Amen. Hội thánh của Chúa, chúng ta đang đeo đuổi điều gì? Chúng ta muốn trở thành như Joseph? Chúng ta muốn trở thành như Daniel không? Cũng trở thành như Daniel. Dù là bị làm nô lệ, bị bắt làm nô lệ cho qua Babylon, nhưng mà Daniel cũng trở thành vệ tướng. Amen. Daniel bắt vào hang sư tử thì sao? Chúa sai thiên sứ ngài khấp miệng sư tử. Bởi vì sao? Bởi vì Daniel luôn luôn có Chúa, luôn luôn có sự hiện diện của Chúa. Đến đó là vua Nebuchadnezzar, rồi thái hậu của vua Babylon nói rằng là họ thấy thần linh có sự thánh khiết ở trong Daniel. Thần linh có sự thánh khiết ở trong Daniel. Và chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rằng là từ khi Daniel qua Babylon thì không đồ, không ăn đồ ăn của vua, nước uống của vua, tránh đi cái sự ô uế, tránh đi cái sự ô uế, và giữ được cái lòng thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Và tiếp tục mỗi ngày cầu nguyện ba lần, dù lệnh vua cấm hay chưa thế nào thì ông vẫn tiếp tục cầu nguyện với Chúa ngày ba lần, và ông giữ được Chúa. Nếu vua cấm mà ông không cầu nguyện nữa thì sao? Ông đánh mất cơ hội, đúng không? Ông bỏ đi cái cơ hội mà giữ được Chúa trong đời sống của mình. Một người giữ được Chúa trong đời sống của mình qua một đời sống thánh khiết. Amen. Chúng ta nhớ là thánh linh của Đức Chúa Trời ở đây nó là thần của Chúa ngự trên ngài, có nghĩa là thánh linh của sự thánh khiết, thánh linh của sự thánh khiết ngự trên Chúa Giêsu. Amen. Bởi vì trong Khải Huyền có tới 7 vị thần mà ngự xuống trong thế gian này, hành động trong thế gian này. Amen. Nên là thần không quang không sáng, mưa bông mạnh sức, và hiểu biết và kính sợ Đức Chúa Trời, và thần có sự thánh khiết. Thánh linh là thần có sự thánh khiết ở bên Daniel. Amen. Amen. Nên ông giữ Chúa và ông luôn luôn cầu nguyện với Chúa, trò chuyện với Chúa, và Chúa ở với ông, dù rằng là một trong thời đại đó là Chúa không ở với loài người luôn, nhưng mà Chúa vẫn ở những con người có tấm lòng yêu Chúa và giữ Chúa trong cuộc đời của họ. Ma quỷ thì nó muốn làm cho đời sống của chúng ta trở thành ô uế, đúng không ạ? Ma quỷ là Chúa nói Chúa ghê tởm, bói hoa đồng, bóng phù phép, bùa ngải, rồi những cái tội ác sát thịt, Chúa ghê tởm. Và Chúa nói những điều đó không hứa được nữa, Đức Chúa Trời. Và những người mà ở trong xác thịt, ở trong tội lỗi, ở trong sự ô uế đó, thánh linh của Chúa không ở với người đó. Thánh linh của Chúa sẽ đi ra khỏi. Nhưng mà Ngài ở với người thánh khiết, giữ một cái tấm lòng thánh khiết, công chính trước mặt Đức Chúa Trời, biết mình là ai, biết Chúa là ai, và cuộc đời người đó cứ đem theo Chúa, và Chúa có ở với họ đời đời, thì chắc chắn rằng cả cuộc đời của họ thăng tiến, chứ không bao giờ ở trong sự đau khổ. Amen. 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 Amen.
chúng ta phải so sánh một cuộc đời sống trong xác thịt dẫn đến sự chết, một cuộc đời sống ở Đức Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an. Và Chúa làm cho chúng ta có những chức vụ lớn lao trước mặt Đức Chúa Trời, ở với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, đấng hay làm phép lạ ở với chúng ta, thì điều gì mà khiến chúng ta có thể sống trong xác thịt? Nếu chúng ta cứ để ngày trước mặt chúng ta luôn thì sao? Chúng ta hạnh phúc, chúng ta vui mừng, chúng ta không có sợ hãi gì cả. Amen. Chúng ta sẽ đầy dẫy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 40 ngày thôi mà Môi-se đầy dẫy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông. Để nội dân Israel không dám nhìn mặt Môi-se và lấy bức che lại. Còn chúng ta ngày hôm nay, Thánh Linh ở với chúng ta đời đời. Amen. Thánh Linh ở với chúng ta đời đời. Nhưng mà chúng ta thật sự có giữ được Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với chúng ta không? Hay là ngài chỉ là vị khách? Mỗi ngày chúng ta có trò chuyện, có giao thông với Đức Thánh Linh, có trò chuyện với Chúa, những nêu ra những năng đề của chúng ta, bày tỏ với Chúa những cái gì mà chúng ta cần không? Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong thời kỳ cựu ước. Ngài không đổ đầy trên dân sự, Ngài chỉ chọn những người tiên tri, chọn những người lãnh đạo, chọn những vị vua, những vị quan sát. Chúng ta thấy đời sống của Samson, Thánh Linh cảm động thì ông chỉ cần người là giết một cả ngàn quân Philippines. Thánh Linh của Chúa cảm động thì sao? Ông nhổ cả cái cổng thành, ông vác cái núi, ông quăng cái núi đó, không ai có thể đụng. Đó là thần mạnh sức. Amen. Đó là thần mạnh sức ở với Samson. Nhưng mà Samson không có quý trọng, không có giữ Chúa ở mãi với mình, và xem cái chuyện mà người yêu rồi tình dục của mình nó mạnh hơn cả Đức Chúa Trời. Nên ông đã phạm tội, ông đã sống một đời sống xác thịt, và ông đã có một cái đời sống mà trở thành một người bị mất mắt mù lòa, và trở thành một cái tay say tối cho mặt trò cười cho kẻ thù địch. Chúng ta thấy, nên chúng ta nói vào thánh buổi sáng ngày hôm nay, hãy nhìn vào cái tấm gương mà sự vận hành của Đức Thánh Linh trong cái thời kỳ cựu ước. Những con người mà Chúa chỉ cảm động thôi, nhưng mà họ giữ được Chúa mãi trong đời sống họ, đời sống của Eli, đời sống của Elise. Chúng ta thấy như thế nào? Chúa luôn ở với họ. Lúc thì ông phán, lúc thì ông cầu nguyện với Chúa, ông kêu ông xin. Lúc ông phán ra, nói ra, nói ra. Và Thánh Linh luôn ở với họ, và cuộc đời của họ thành công trong chức vụ. Họ trở thành những tiên tri rất là nổi tiếng. Amen. Một cái tiên tri mà đầy dẫy Thánh Linh của Chúa. Đến nỗi mà Elise, đến nỗi mà khi chết rồi đó, vì cái sự sức giàu quyền năng vẫn còn trong cái xác của ông nữa. Đến nỗi mà người ta quăng xác chết vào trong mộ của ông thì xác chết nó cũng sống lại. Chúng ta thấy không ạ? Làm thế nào để chúng ta giữ được Chúa trong đời sống của chúng? Trong thời tân ước bắt đầu bốn sách Tin Lành thì chúng ta thấy được rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong Chúa Giêsu. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong Chúa Giêsu, chứ Ngài không ngự trong đền thờ nữa. Ngài ngự trong Chúa Giêsu. Amen. Và Chúa Giêsu chính là đền thờ, và Thánh Linh ngự trong Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu có một cái đời sống thánh khiết. Hebrew đoạn 5:7 chúng ta nhớ không ạ? Trong những ngày sống trong xác thịt, Chúa Giêsu cầu nguyện, khóc lóc, kêu vang, đổ nước mắt với đấng có quyền cứu mình ra khỏi chết, vì lòng thành kính nên được nhận lòng. Khi sống trong xác thịt, Chúa Giêsu phải cầu nguyện với đấng cứu mình ra khỏi chết bằng nước mắt, kêu xin cái sự trợ giúp của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Này như đoạn 9:14 nói rằng là Chúa Giêsu nhờ Thánh Linh đời đời dâng thân thể không tỳ vết cho Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Chúa Giêsu trở thành một của lễ không tỳ vết cho Đức Chúa Trời, đó là nhờ Thánh Linh đời đời. Amen. Ngài kêu vang với Đức Thánh Linh, Ngài cầu nguyện với Đức Thánh Linh, Ngài luôn nói rằng là Cha ơi, sáng sớm Ngài cầu nguyện Cha ơi, không à, ta ở trong Cha và Cha ở trong ta. Ngài kết nối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Ngài cầu khẩn luôn với Cha, và Ngài đã giữ được đời sống của Ngài trong sự thánh khiết trọn vẹn. Quý của Chúa Giêsu là nhờ Thánh Linh đời dân tâm thể không tỳ vết cho Đức Chúa Trời. Amen. Nên quyết đó mới có hiệu lực vô phần hơn, rửa sạch lương tâm anh chị em ra khỏi những công việc chết để họ việc Đức Chúa Trời hàng sống.
Giêsu nhờ cậy Thánh Linh để sống một đời sống thuộc linh, không sống theo xác thịt. Mà Chúa Giêsu luôn luôn giữ mình trong cái sự thánh khiết. Khi Ngài bị cám dỗ thì Ngài nhờ Thánh Linh để mà đuổi quỷ, nhờ Thánh Linh để dùng lời của Đức Chúa Trời để nói với Satan. Và Ngài đã thắng hoàn toàn trong những ngày bị cám dỗ. Amen. Và Chúa cũng muốn nói cho chúng ta rằng là Chúa kinh nghiệm cái sự cám dỗ đó, nên Ngài thông cảm hay là cảm thông cho những người bị cám dỗ. Và Ngài dạy chúng ta rằng là hãy cầu nguyện, xin cha chớ để chúng con bị cám dỗ và cứu con ra khỏi điều ác. Amen. Chúa Giêsu dạy điều đó. Và chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta muốn cái đời sống thánh khiết công chính trước mặt Đức Chúa Trời không? Amen. Chúng ta muốn được Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở chúng ta luôn. Amen. Để chúng ta thành công trong chức vụ của mình, để chúng ta hưởng được những cái phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho rồi giống chúng ta, giống như Chúa Giêsu. Anh cả chúng ta đã đi trước, anh cả chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh đã đi trước và để lại cho chúng ta một cái tấm gương trong sự thánh khiết và công chính, và đầy dẫy quyền năng, đầy dẫy những phép lạ, giảm quyết tâm quyền năng, làm những công việc rất quyền năng để giải phóng những con người ở trong tội lỗi, ở trong quyền lực của Satan. Và Chúa đã giao cái quyền đó cho đời sống của chúng ta rồi. Amen. Thì chúng ta phải nói gốc theo Chúa Giêsu để làm việc đó. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta cứ tiếp tục sống tội lỗi. Có nhiều người đi ra trong năm quyền, nhưng mà tận độ thì nổi xác thịt lên. Phải vậy không? Tại sao chúng ta ngày hôm nay còn sử dụng sắc thịt? Chúng ta có lỗi thần quá không? Chúng ta nhớ rằng sắc thịt chúng ta đã chết với Chúa Giêsu. Amen. Đã chôn với Chúa Giêsu và chúng ta sống lại con người mới hoàn toàn. À, chúng ta không còn sống trong sắc thịt nữa. Chúng ta đã được bắt tên trong sự chết của Chúa Giêsu. Có nghĩa cách đây 2000 năm Chúa Giêsu chết trên cây thập tự, thì chúng ta cùng chết với Chúa Giêsu trên cây thập tự. Tội lỗi con người cũ chúng ta đã chết với Chúa Giêsu rồi. Và nếu chúng ta kết nối với sự chết với Chúa Giêsu thì chúng ta mới kết nối được với sự sống lại của Chúa Giêsu. Amen. Chúng ta thấy được rằng là cái sự sống lại của Chúa Giêsu là vô cùng tuyệt vời không? Rất siêu nhiên, rất tuyệt vời, rất quyền năng. Amen. Và chúng ta kết nối với sự chết Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta đồng tình cùng chết với Chúa Giêsu và phải bắt tên, có nghĩa là không xài xác thịt nữa, nó đã chết rồi, không sử dụng nó nữa. Amen. Thì chúng ta sẽ sống trong sự sống, kết nối với Chúa Giêsu để sống trong sự sống, và sự sống của Đức Thánh Linh tràn đầy trên đời sống của chúng ta, để chúng ta sống trong năng quyền, sống trong sự siêu nhiên. Tất cả mọi một chúng ta là những người con của Đức Chúa Trời, là những con người siêu nhiên của Đức Chúa Trời, là những việc siêu nhiên cho Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đã được sức giàu rồi. Amen. Giàu và tất cả cầu nguyện rồi, thì chúng ta phải sống trong cái sự sức giàu. Chúng ta nhớ là ông gia của Môsê, Giê-trô hướng dẫn Môsê chọn những con người, con người lãnh đạo, chúng ta nhớ không? Rồi qua con mùa đoạn 6 Chúa cũng dẫn dắt các sứ đồ để chọn những chấp sự. Họ chọn ai? Họ chọn người như thế nào? Đầy dạy Đức Thánh Linh nè, có tiếng tốt nè, có đức tin nè, phải không? Có lòng yêu mến Chúa không? Có nhiều người đầy dạy Đức Thánh Linh, đầy dạy quyền năng, nhưng mà không có tiếng tốt. Cái tiếng tốt là vô cùng quan trọng. Đây là nó lên cái đạo đức, nó lên cái đạo đức. Cái tiếng xấu bây giờ nó chấm dứt rồi. Amen. Tôi thì chắc là ai cũng xấu hết, chẳng ai tốt không? Bởi vì tội lỗi nó làm trên mặt ra đi xấu đi. Nhưng mà qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta trở thành người tốt rồi. Tất cả những gì của em đời sống cũ đã được chết với Chúa Giêsu, đã chôn với Chúa Giêsu rồi. Amen. Chúng ta trở thành những người mới và những người tốt. Amen. Nên chúng ta học hỏi làm thế nào để cái phần đạo đức của chúng ta có tiến thức. Đời sống chúng ta có tiến thức. Được không anh chị em? Amen. Chúng ta cứ đầy dạy Thánh Linh, chúng ta đủ quý, chúng ta chữa lành. Nhưng mà chúng ta không có tiến tốt, chúng ta không giữ được cái chức vụ chúng ta một cách trọn lành. Một thời gian chúng ta nhớ lúc vua Saul rồi chứ, không có tiếng thôi, không có sự vâng lời, không làm theo, dặn một đường là một nẻo. Anh chị em muốn thay đổi không? Muốn tốt không?
hãy thay đổi, hãy giữ thánh linh của Đức Chúa Trời ở mãi trong đời sống của chúng ta bằng có một đời sống thánh khiết, một cái đời sống có tiếng tốt, người ta khen tặng mình, họ thấy mình tốt. Và tôi nói gì là đời sống của thầy Tung hồi trước không có gì là tốt cả, nhưng mà bây giờ thì sao, có tiếng tốt rất nhiều, về nhà cha mẹ thấy nó tốt, anh chị em thấy tốt, và hàng xóm bây giờ thấy tốt hơn hồi xưa nhiều. Amen. Và tiếp tục tốt, tốt và tốt. Amen. Như vậy thì chúng ta sẽ giữ được Chúa trong đời sống của chúng ta. Amen. Một đời sống thánh khiết là một đời sống mà Chúa ngự, Chúa không ngự nơi ô uế. Hãy giữ mình. Nếu chúng ta thấy được rằng là Chúa của chúng ta là thánh linh đang ở đây, đang hiện diện với chúng ta mọi lúc mọi nơi, thì làm sao chúng ta có thể nói dối được? Làm sao chúng ta có thể ăn gian được? Làm sao chúng ta có thể nói những lời ô uế được? Làm sao chúng ta có thể nói những cái lời mà đem cái sự bất phạm cho người khác được? Chúng ta chỉ nói lời gây dựng. Cảm ơn. Chúng ta chỉ nói một lời mà làm cho người ta êm dịu, mát mẻ, hạnh phúc thật sự, họ tươi vui, chứ không còn nói những cái lời không còn ngồi với nhau nó hành nữa. Bởi vì Chúa đang hiện diện mà nó hành sao? Aro với Miriam nó hành Mô-xê, Chúa hạ xuống cái lở, Chúa bị gọi Aaron, Môi-se và Miriam ra gặp anh. Bởi vì sự hiện diện của Chúa ở đó, Chúa nói là tôi tớ ta, người mà đang trò chuyện mặt giáp mặt, người dám nói thằng tôi tớ ta bị phốt ngay. Amen. Amen. Chúng ta nhớ cái sự hiện diện của Chúa. Tôi nhắc lại là dân Israel bất đắc vui sướng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời luôn ở với họ trong 40 năm trong đồng vắng, ra khỏi Ai Cập. Nhiều người rất là phước lành, thấy sự hiện diện của Chúa, thấy những phép lạ xảy ra, nhưng mà nhiều người bị trông sống á. Bởi vì sao? Nỗ lực chống được, không đem lòng Đức Chúa Trời. Nhiều người bị chết vì danh quyền lực, danh chức tế lễ đối với các thánh bị chết chạy. Ngày hôm nay sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đây mở vào thánh của Chúa, chúng ta được phước rất nhiều. Bởi vì sự hiện diện của Chúa đây phước lành cho chúng ta. Sự hiện diện của Chúa thì ngài đổ phước. 3 tháng trong nhà ông bác ba lâm thì Đức Chúa Trời đổ phước trên nhà của ông, thì ngài ở với chúng ta đời đời, thì ngài sẽ ban phước đời đời cho gia đình của chúng ta. Nhưng mà chống được nó hẳn chắc chắn là roi sẽ đến. Nếu mà ngài thương là cho roi cho một, mà không nghe nữa là coi chừng đó mất mạng sống luôn. Chúng ta tin điều đó. Sự hiện diện của Chúa trong thời kỳ Chúa Giêsu, nhiều người được giải cứu, nhiều người được chữa lành. Amen. Nhiều người chết sống lại, biết bao nhiêu người được giải phóng. Dù trong đồng vắng họ cũng chạy đi. Bởi vì sao? Có sự hiện diện của Thánh Linh ở cùng Chúa Giêsu. Nếu không có bánh ăn thì làm phép lạ, ăn dư dật. Tôi nói với anh chị em rằng là miếng bánh chúng ta ăn bình thường nó khác, nhưng mà miếng bánh Chúa vừa cầu nguyện phát ra và phát hoài không hết thì chúng ta biết là miếng bánh phép lạ vừa ăn vừa sung sướng. Amen. Bởi vì thấy những cái phép lạ xảy ra nó vừa sung sướng, hay là đồng bạc đồng tiền mà chúng ta Chúa cho một bạc phép lạ đó, chúng ta cục cầm chúng ta xài nhưng mà rất vui mừng, rất hạnh phúc, rất sung sướng. Bởi vì đó là những phép lạ. Chúa hiện diện với chúng ta. Anh chị em suy nghĩ không? Chúa hiện diện với chúng ta, chúng có bạc phước không? Lý do tại sao mình nghèo, lý do tại sao mình thiếu tiền, lý do tại sao mình bệnh tật đau ốm, lý do tại sao cái đời sống của mình nó không thấy phước đâu. Như vậy kiểm nghiệm lại là anh chị Chúa đi đâu rồi đúng không? Phải vậy không? Nếu Chúa ở với chúng ta, ai có thể chống cự chúng ta được? Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta, thì ngài cũng ban tất cả những gì kèm theo con ấy luôn. Trong vương quốc thiên đàng không thiếu một cái điều gì hết. Chúng ta thiếu hiểu biết. Amen. Vì thiếu hiểu biết, chúng ta không nắm giữ cái sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta luôn luôn. Và lúc thì chúng ta khổ quá, Chúa ở cứu con, lúc đó thì mới mời Chúa vào, lúc đó thì mới xin Chúa cứu. Còn bình thường tiền bạc đầy đủ, sức khỏe mạnh mẽ, không có năng lực gì, thì cứ để cho Chúa đi đâu đó đi. Còn con là thằng con. Phải vậy không? Bậc thánh của Chúa như vậy thì bậc thánh của Chúa vẫn nghèo, vẫn khổ, vẫn bệnh tật. Nhưng mà bậc thánh của Chúa biết được cái sự hiện diện của Chúa là ngài ban phước.
Ngài là phép lạ, Ngài bảo vệ, Ngài dẫn dắt, Ngài chữa lành, Ngài làm rất là nhiều điều trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta cần kêu cầu Chúa, Chúa có mặt ngay, Chúa sửa ngay. Amen. 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 Tôi tin chắc rằng lời thánh của Chúa những ngày đến sẽ giàu sang hơn nữa. Amen. 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 Để đại diện người ta đó nữa. Amen. Bởi vì ai động đến chúng ta mà Chúa hiện diện ở đó, Chúa hiện diện với chúng ta là ai dám động đến chúng ta? Amen. Môi-se nhân sự của Chúa nó thấy Môi-se gương mặt sống là hào quang, còn ma quỷ thì sao? Nếu Ngài ở với chúng ta, ma quỷ nó như chúng ta là chối loà, chúng ta bước đi đâu là nó la đi đó, nó khiếp rất là nhiều người. Họ thường tôi giải cứu trong cái lớp thiếu nhi mà tôi bố khỏe 4 năm đưa nó la lên sáng qua sáng qua nhắm điện mắt là sáng qua sáng. Bởi vì sao? Mà vì nó thấy ánh sáng của Chúa trong đời sống chúng ta. Vì sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Tại sao mình đuổi quỷ thì quỷ nó chạy? Tại sao mình công bố sự chữa lành cho người này thì người đó được chữa lành? Bởi vì Chúa hiện diện của chúng ta. Amen. 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 Tôi nói chị em một lần nữa, đừng để Chúa ra khỏi, rồi cuối cùng đó gì đó cứ kêu Chúa ơi. Bệnh ung thư tới đầu mới kêu, những cái năng đề tới coi như bó tay rồi mới kêu Chúa. Trong khi Chúa đang ở với chúng ta, Ngài hứa là Ngài ở với chúng ta cho đến đời đời mà. Amen. Amen. Thì chúng ta có lòng phép nào để giữ Chúa trong đời sống của chúng mình, để đời sống của chúng mình thật sự là những con người mà quỷ nó thấy thì nó phải chạy cho nó phải nó tới. Rồi Chúa ban cho chúng ta thịnh vượng trong mọi bề, không còn tham vãn nữa, không cần nói là mình nghèo nữa, không cần nói là mình thiếu, không còn phải đi ăn xin nữa. Bảo thánh là Chúa hiện diện, Chúa lãnh đạo. Người nào Chúa hiện diện, Chúa lãnh đạo. Gia đình nào Chúa hiện diện, Chúa lãnh đạo. Thì chúng ta suy nghĩ ra cái gia đình nó có đi ăn xin. Nhưng mà những người họ không biết cái sự hiện diện của Chúa ở với họ, nên họ luôn luôn xìa tay xin. Phải không? Tôi thấy những cái hội thánh đồng tiền giá tên quyền năng sự hiện diện của Chúa đặt tay chữa lành giải cứu ngã mầm nữa, nhiều người ta được chữa lành không, nhưng mà cái đầu cũng là tiền đúng không ạ? Cái đầu là luôn luôn là tiền rồi. Rồi thời gian mà đưa ra năng đề này, đưa cái điều này kia, để biểu đồng tiền giá phải đáp ứng tiền cho tôi, đáp ứng tiền cho tôi, tôi cũng còn không đáp ứng là bye bye luôn một sự, bye bye luôn đồng tiền giá. Bởi vì cái đầu của họ luôn luôn là tiền, xin ăn xin không à. Đấy Chúa thì Chúa luôn năng, chúng nó rất là rõ là các ngươi không thể thờ Đức Chúa Trời mà thờ thượng ma môn, phải không? Không thể, không thể là tôi hai chỗ mà thờ Đức Chúa Trời là thờ ma môn. Nên ma môn nó kinh khủng lắm á. Chúa đưa lên ngang hàng với Chúa đấy, một là thờ ma môn, hai là thờ Chúa đấy. Nên chúng ta phải là người giữ Chúa, yêu Chúa mà làm công việc của Chúa và sống cho Chúa. Amen. Và luôn luôn rằng là nhớ rằng là Chúa đang hiện diện với con đều theo Ngài. Amen. Người nào được thánh linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, người ấy là con của Đức Chúa Trời. Con của Đức Chúa Trời phải đeo theo Đức Chúa Trời. Con của Đức Chúa Trời phải đeo theo thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Vì thánh linh của Chúa và Đức Chúa Trời nên chúng ta không thể thiếu thánh linh của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Qua cuộc đời của Chúa Giêsu trong ngôn sách Tiên Thánh, Chúa Thánh Linh vận hành qua Chúa Giêsu. Amen không ạ? Chúa Thánh Linh vận hành qua các môn đồ Chúa sai đi. Amen. Mà qua công vụ các sứ đồ thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Thánh Linh của Đức Chúa Trời tràn ngập đầy bên ngoài, đầy bên trong mà lửa bên trên nữa. Và một bài giảng có Phi-rô 3.000 người tin nhận Chúa Giê-xu. Amen. Amen. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đồng hành với Phi-rô. Ông giảng mà đụng chạm, ông giảng mà người ta nó lan lên là chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi phải làm gì để được cứu được? Đó là lời giảng đầy giải Thánh Linh, đầy giải quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. 3.000 người tin nhận Chúa, lên 5.000 người, rồi sau đó thì không đếm được nữa. Bởi vì lúc này là lúc mà Chúa Thánh Linh ở với hội thánh, Chúa Thánh Linh ở với từng người một. Sự hiện diện của Chúa ở đâu thì nơi đó quyền năng phép lạ xảy ra. Sự hiện diện của Chúa ở với Phi-rơ và dân qua cửa đền thì người quay được. Đúng vậy. Amen. Qua đoạn năm thì mọi người đem đến với Phi-rơ đều được chữa lành cả. Câu 16 đó là tất cả mọi người đem đến với Phi-rơ đều được chữa lành. Cái bóng của Phi-rơ cũng chữa lành cho mọi người. Amen. Bởi vì sự hiện diện của Ngài ở với họ. Ngài ở với họ. Công vụ các sứ đồ, các môn đồ, các sứ đồ của Chúa
70 môn đồ hay là 12 môn đồ của Chúa mà Ngài đã dạy dỗ. Bây giờ họ kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở với họ. Đây dân tôi đã tuyên bố, Chúa sẽ xây dựng lại nhà trại của David bị hư sập. Amen. Bởi vì nhà trại của David bị hư sập, Thánh Linh không còn ở nữa. Dân Israel đã tán loạn khắp mọi nơi, chống địch Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài sẽ phục hồi lại nhà trại của David bị hư sập ngày. Phục hồi lại, Ngài sửa lại cho nó tốt lành hơn nữa. Nên có nghĩa là cái nhà trại của David được xây dựng lại, có nghĩa là sự hiện diện của Chúa sẽ hiện diện với hậu thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Sự hiện diện của Chúa luôn luôn ở với hậu thánh của Đức Chúa Trời. Nên họ đi đến đâu là quyền năng phép lạ đến đó, đi đến đâu là quyền năng phép lạ đến đó. Đến nỗi mà Philip lấy xứ Samari giảng, nhiều quỷ lạ lên tiếng ra khỏi nhiều người què quặt được chữa lành, cả thành vui mừng không xiết. Bất ngờ xảy ra, mọi người tán lạc khắp mọi nơi. Nhưng mà tới đâu họ cũng đâu giảng, bởi vì họ kinh nghiệm được cái sự hiện diện của Chúa ở với họ. Họ không có sợ. Amen. Họ đến đâu họ cứ giảng, bởi vì Thánh Linh ở với họ, Thánh Linh thúc giục họ phải giảng để cứu người. Họ biết Chúa đang ở với họ, nên khi họ giảng thì sao? Nhiều quỷ là lớn tiếng ra khỏi nhiều người. Amen. Bởi vì Thánh Linh ở với họ, nhiều người quay về được chữa lành. Thánh Linh ở với họ. Amen. Amen. Chúng ta thấy khi rơ người què tài cứ đứng dậy đúng không? Giảng lên phải không? Nhưng mà qua Philip thì sao? Nhiều người què về được chữa lành. Amen. Cả thành vui mừng không xiết. Amen. 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 Ôi quá tuyệt vời. Họ thánh gia tăng, họ thánh gia tăng, họ thánh gia tăng vào thánh chiến lược Đại Quốc La Mã chị em ơi. Bởi vì họ cứ nghĩ rằng một Thánh Linh của Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Trời đang hiện diện với họ. Nên đi đâu thì họ cũng giảng, đi đâu thì họ cũng chữa lành, đi đâu họ cũng làm phép lạ. Bởi vì Chúa ở với họ. Và họ biết được cái mạng lệnh của Chúa. Họ biết cái đại mạng lệnh là phải giải phóng những con người bị tù đày, giải phóng những con người bị nô lệ, giải phóng những con người đang bị áp bức bởi bệnh tật, bởi què quặt và bởi công điếc đủ mọi điều. Họ là người giải phóng. Amen. 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 Và ngày hôm nay hội thánh của Chúa như thế, hội thánh của chúng ta nó thật ra thì phải nói rằng là họ đã đi đầu trong cái việc giải cứu và chữa lành này. Không đơn giản đâu. Hội thánh Môi-se là hội thánh đầy dạy lời của Đức Chúa Trời. Chúa ban luật pháp của Môi-se. Amen. Đầy dạy lời của Đức Chúa Trời, đầy dạy quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đeo đuổi theo Chúa, giữ Chúa mãi đến cuộc đời của chúng ta, để chúng ta thật sự bày tỏ quyền năng của Ngài ra. Và cuộc đời của chúng ta là cuộc đời đầy dạy sự vinh hiển, thành công. Dù bị nô lệ như Joseph vẫn làm tế tướng, dù bị nô lệ như Daniel vẫn làm tế tướng. Amen. Amen. Các bạn có nên cũng làm chức quan rất là lớn. Bởi vì những người đeo theo Đức Chúa Trời, những người giữ được Đức Chúa Trời, những người hiểu biết là Đức Chúa Trời ở với mình thì ai có thể chống cự mình được? Thì những người đó là những người thăng tiến và được Đức Chúa Trời nâng lên đứng đằng đầu của Đức Chúa Trời và đi cao hơn mọi thứ thấp. Amen. 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 Chúng ta nhớ rằng một Đức Chúa Trời còn đang Chúa Tể vũ trụ ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta thì còn gì hơn? Cuộc đời chúng ta phải thay đổi. Phải những cái xấu, cái tâm tính xấu phải bỏ đi. Amen. Và không sống theo những cái gì của con người cổ đó được không anh chị em? Hãy nói với người bên cạnh rằng con người cũ của bạn đã chết với Chúa Giêsu rồi. Bây giờ bạn có con người mới hoàn toàn trong Thánh Linh, không sử dụng con người cũ nữa. Amen. Nhưng mà hãy sử dụng con người mới. Chúng ta đi trong con người mới là một con người mà Chúa đã làm mọi sự ngủ ra qua đi, nay mọi sự được trở nên mới. Lời của Chúa, lẽ thật của Chúa thật sự rất rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cứ thích thì nó thích trong tội lỗi, thích sống tội lỗi, sống nhắc thì chuyện nhìn nó sướng hơn, nó vui hơn là sao? Mà chúng ta thấy rằng tiến tới dần dần sống trong xác thịt để dẫn đến sự chết mà nó dần dần nó tàn lụi cuộc đời chúng ta chẳng ra gì hết. Anh chị em để đi. Nhưng mà cuộc đời của những người mà cứ bước theo Thánh Linh, bước theo Thánh Linh, bước theo Thánh Linh thì dần dần Chúa đưa lên chỗ lên chỗ lên lên chỗ cao hơn. Amen. Amen. Chúng ta nhớ bài hát lên chỗ cao hơn. Chèo ra vào biển tâm sâu, dứt hết neo dầm bãi lâu.
Amen. Bạn chị có thấy cung chiều ra biển thầm không? Đó là nơi ấm điện đẹp tuyền. Amen. Còn có bên trong bờ thì không, trong bờ thì sao? Con tàu dập lùi mũi lái nhấp nhô, lãng nhấp nhô, bao ô uế cứ lâu cùng cứ nó tối thắng khiếp. Xung quanh chúng ta là bao ô uế, nó chập chờn đầy tràn, có một mình tính khiếp thắng khiếp chỗ đó. Còn có bị nhiễm không? Bị nhiễm, dễ dàng bị nhiễm thôi. Amen. Hãy chèo lên thôi, hãy tìm kiếm Chúa, tìm kiếm lẽ thật của Chúa, nhờ cải cách tâm của Đức Chúa Trời để chúng ta trở thành những con người vĩ đại. Tôi cứ cao tất cả hội thánh của Chúa, ai nấy trở nên là một người giữ Chúa luôn luôn ở với mình, giữ sự hiện diện của Chúa luôn luôn ở mình và ngài hiện diện ở với mình. Mình hiểu được điều đó, mình kinh nghiệm điều đó, mà luôn luôn ngài mình để Chúa trước mặt mình luôn thì mình không phạm tội cùng Chúa. Chúng ta nhớ một cái câu kinh thánh là không để tôi giấu, tôi không phạm tội cùng Chúa. Amen. Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi không phạm tội cùng Chúa. Amen. Phải học lời của Đức Chúa Trời, phải đọc lời của Đức Chúa Trời và giữ lời Chúa trong lòng của mình để mình không phạm tội cùng Chúa. Amen. Mà không phạm tội cùng Chúa thì Thánh Linh Chúa ở luôn với chúng ta. Amen. Thánh Linh của Chúa hiện diện luôn với chúng ta. Amen. Thì ai chống cự chúng ta? Amen. Đụng tới chúng ta là sợ khiếp điên rồi. Nhớ một cái người hai vợ chồng với Bình Thuận mà lên dẫn đứa con lên đi giải cứu, tôi cũng có kể mấy lần. Ông này là có những cái câu hỏi hát búa mà làm cho các mục sư không trả lời được, mà các mục sư cũng né ông luôn. Thế ông lên đây, ông thấy tôi cũng bình dân rồi, cũng dễ chịu rồi, cũng trò chuyện vui vẻ rồi, bắt đầu sổ ra. Ông nói nè, Đức Chúa Trời đã đấng toàn tri phải không mục sư? Tôi nói đúng rồi, Chúa toàn tri, Chúa biết hết. Ông nói như vậy thì Chúa biết, Chú biết Adam phạm tội, Eva phạm tội đúng không? Nhưng mà chú dựng đây Adam, Eva làm gì? Chú biết về Adam, Eva phạm tội rồi, rồi chú dựng đây những cái cắp trong vườn để làm gì? Rồi để cho họ phạm tội. Rồi cuối cùng đuổi họ ra, người mẹ đen, rồi họ khổ, con người phải khốn khổ thế này thế kia. Như vậy thì chú biết thấy rồi chưa? Tại sao chú lại làm như vậy? Như vậy thì tôi theo tôi nghĩ là tôi tại chú hết. Tức là chú hết. Con người phạm tội cũng do chú. Cái gì cũng do chú hết trơn. Lúc đó thì tôi nói rằng anh nhớ nhờ là Chúa phán như thế này: trời cao hơn đất bao nhiêu, Chúa nói là đường lối của ta cao hơn đường lối của người, ý tưởng của ta cao hơn ý tưởng của người bao nhiêu. Tôi thấy mặt mày ông tái xanh hết, run lập cập. Tôi thấy tôi nhìn cũng khiếp. Tôi đặt tay lên đầu tôi nói: thiên Chúa thương xót rồi, không có sai đặt gì, Chúa tha thứ cho. Một hồi ra muốn tỉnh lại, tôi một giờ xíu nữa tôi chết rồi, tí nữa là tôi chết rồi. Tôi nói chuyện gì xảy ra cho anh? Anh một sư nói gì tôi không nhớ, tôi không nhớ một sư nói gì này. Nhưng mà Chúa nói với tôi nè, con hơn ta phải không? Con hơn ta phải không? Con hơn ta phải không? Khiếp quá, xíu nữa tôi chết. Nếu tôi là cầu nguyện chắc còn chết đó. Không sợ. Dám tội thế Đức Chúa Trời, dám quy tội nó là đừng qua coi. Quy tội cho Đức Chúa Trời kinh khủng không? Nếu không có sự hiện diện của Chúa thì sao? Mình cũng đồng hoàn ổng với bao nhiêu người khác. Amen. 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 Nhưng mà có sự hiện diện của Đức Chúa Trời để bắt phục họ và làm cho họ phải hạ xuống họ. Họ kinh khiếp Đức Chúa Trời thì nó dám đồng đến Đức Chúa Trời. Amen. 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 Nên chúng ta hãy nhớ được rằng là hãy giữ được sự hiện diện của Chúa. Thời kỳ của ước Chúa chỉ cảm động họ thôi. Amen. Amen. Chúa chỉ cảm động, nhưng mà những con người có tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời, có tấm lòng nhờ cậy Đức Chúa Trời, có tấm lòng giữ được sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong họ, bởi vì họ biết được là ngài hiện diện với họ thì phép lạ xảy ra, họ đã chiến thắng, họ sẽ thành công, không ai dám động họ được, nên họ giữ Chúa luôn trước mặt họ. Amen. Và đến thời kỳ Chúa Giêsu thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong Chúa Giêsu, và qua đó Chúa Giêsu giảng đầy dẫy quyền năng, làm phép lạ, đầy dẫy quyền năng và giải phóng rất là nhiều con người, huấn luyện 12 môn đồ và trang bị cho họ. Amen. Amen. Và qua công vụ các sứ đồ thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời không phải là chỉ cảm động hay là đầy dẫy, nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì báp tên. Amen. Amen. Họ chìm ngập trong Thánh Linh đầy bên ngoài bằng gió, Thánh Linh đầy bên trong
thằng dòng sông Thánh Linh lửa bên trên. Amen. Amen. Và họ đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ được bắt tan trong Đức Thánh Linh, hoàn toàn khác với thời cửa, hoàn toàn khác với một sách đi lần. Amen. Nên thời kỳ hội thánh là thời kỳ Thánh Linh vận hành rất mạnh mẽ. Amen. Thánh Linh vận hành qua ân tứ của Đức Thánh Linh, Thánh Linh vận hành qua cái của Đức Thánh Linh, Thánh Linh vận hành đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh và làm cho hội thánh chiếm lĩnh cả đế quốc Ra Mã, chiếm lĩnh thế giới trong thời kỳ bây giờ rất nhanh chóng, rất nhanh chóng. Amen. Và qua một thời gian dài trong thời kỳ Trung Cổ thì chúng ta biết được là con người lên nắm quyền rồi, là giáo quyền rồi, là vua của tôn giáo rồi, là giáo hoàng rồi, thì không để Thánh Linh với cái lời lãnh đạo nữa. Và con người lãnh đạo thì đẩy con người, đẩy Chúa ra khỏi giáo hội, đẩy Chúa ra khỏi con người. Nên con người không còn cái sự hiện diện của Thánh Linh với cái lời nữa, nên không có phép lạ gì xảy ra nữa. Và cảm ơn Chúa, biết bao nhiêu hội thánh không có sự hiện diện với cái lời, không có sự lãnh đạo của Thánh Linh trên đời, không có âm tứ Thánh Linh, không có sự chữa lành, không có những cái phép lạ xảy ra, bởi vì không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Amen. Không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, nhưng mà cảm ơn Chúa hội thánh của Chúa. Chúa được đã phục hồi trở lại. Amen. Chúa đã phục hồi trở lại cái toàn thế giới, và nhiều hội thánh đã được Thánh Linh giáng xuống, nhiều hội thánh đã được Thánh Linh vận hành, nhiều hội thánh mà đã được Thánh Linh của Chúa lãnh đạo và dẫn dắt cuộc đời của mục sư, dẫn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời, và Chúa ban phước cho hội thánh, Chúa ban phước cho hội thánh. Tôi thấy đến với hội thánh mà cuối cùng hội thánh nào cũng giàu ấy, nhất là hội thánh Mỹ. Hội thánh cuối cùng đó là hội thánh mà họ là hàng trăm ngàn người, là mấy chục ngàn người, còn hội thánh truyền thống thì chỉ có mấy chục người, 5-7 người có, rồi cũng có 200-300 người cũng có, nhưng mà nó không thể nào mạnh mẽ, không thể nào có thể mà vui sướng hạnh phúc được, bởi vì nó nham chán và phải cứ tiếp tục như thế, ngày nào cũng vậy, chủ nhật nào cũng vậy, nó nhập vậy. Nhưng mà hội thánh mà để Thánh Linh hướng dẫn, để Thánh Linh lãnh đạo, hội thánh nó đầy dạy Thánh Linh, và Thánh Linh dẫn dắt cuộc đời từng người một, và nhiều lần trước được bày tỏ ra. Amen. Thánh Linh của Đức Chúa Trời không ở với hội thánh của phong tòa mẹ, thì những người mục sư của phong tòa mẹ không cứu những anh chị em ma túy được đâu, không cứu được những tệ nạn xã hội đâu. Bởi vì sao? Làm sao mà cứu? Sức của mình cứu được không? Không bao giờ mình cứu được không? Không được. Nhà nước người ta là có quyền, là có tiền, là có công an, có bộ đội, có đủ thứ hết, có đất đai, có trung tâm đầy đủ mà không làm được, mà huống chi là con người bình thường làm. Amen. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với ai người đó làm được. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với hội thánh nào, hội thánh đó làm được. Amen. Chúng ta cần phải hiểu được rằng, nên tôi khuyên hội thánh của tôi tiếp tục cầm kề với Đức Thánh Linh, đeo theo Đức Thánh Linh và trò chuyện và giữ Đức Thánh Linh luôn ở với đời sống chúng ta bằng cái sự thánh khiết công chính mà chúng ta sống. Dẹp bỏ tất cả những gì thuộc về tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta. Nhất quyết không phạm tội, nhất quyết không nô lệ cho Satan nữa, không nô lệ cho Satan thì không nô lệ tội lỗi đâu. Chúng ta nói những lời không phải, nói những lời là và không đem cái sự gây chia rẽ trong hội thánh của Chúa, không đem sự tổn thương cho hội thánh của Chúa, không làm cho người khác phải né tránh mình. Nhưng mà tất cả mọi người đều tốt. Amen. Ai nấy đều là người tốt, người lành. Ba-la-ba là một người lành. Khi đến là hội thánh của Chúa tăng trưởng. Amen. Hội thánh của Chúa tăng trưởng. Nên chúng ta cần phải có tiền tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh, đầy dạy quyền năng của Đức Thánh Linh, đầy dạy Đức Tin. Amen. Để sống một cái đời sống đem sự giải phóng cho người ta. Và chính đời sống chúng ta được phước, Ngài ở với chúng ta, gia đình chúng ta được phước, Ngài ở với chúng ta, con cháu chúng ta được phước. Ngài nói là Ngài ban phước đến ngàn đời những người nào yêu mến Chúa và giữ gìn điều răn của Ngài. Amen. Xin hội thánh chúng ta cùng lên. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.